Uyên My xin được mến chào quý khán thính giả đang xem tin tức trên kênh HTD News. Trong chương trình Thời sự Hoa Kỳ hôm nay, chúng tôi xin được gửi tới quý vị bản tin đáng chú ý sau đây. Ông Trump chúc ông Tim Scott may mắn khi tranh cử tổng thống. Ông DeSantis công bố video 30 giây một ngày trước khi chính thức loan báo tranh cử. Dân biểu Marco, chính sách đối ngoại yếu kém của Biden mời gọi gây hấn. Truth Social của ông Trump kiện Washington Post hơn 3 tỷ đô la Mỹ. Và ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Ông Trump chúc ông Tim Scott may mắn khi tranh cử tổng thống. Kính thưa quý vị, cựu tổng thống Donald Trump hôm thứ Hai, ngày 22 tháng 5, đã chào mừng thượng nghị sĩ Tim Scott, Đảng Cộng hòa Nam Carolina, tham gia cuộc bầu cử sơ bộ tổng thống Mỹ năm 2024 của Đảng Cộng hòa. Ông Trump chúc mừng ông Scott may mắn, tranh cử tốt và cũng nhân đó chỉ trích đối thủ Ron DeSantis. Thưa quý vị, ông Trump đang cho thấy ông ủng hộ ông Tim Scott hơn bất kỳ ai khác khi họ loan báo tham gia tranh cử tổng thống Mỹ của năm 2024. Ông Trump trên Truth Social đã gọi ông Scott là một bước tiến lớn so với Ron DeSantis cao ngạo. Gửi lời chúc may mắn tới thượng nghị sĩ Tim Scott khi tham gia vào cuộc đua bầu cử tổng thống sơ bộ của Đảng Cộng hòa, ông Trump viết. Sau đó thì cựu tổng thống quay sang nhắm vào thống đốc Florida DeSantis. Ông viết, nhanh chóng có rất nhiều người và Tim là một bước tiến lớn so với Ron DeSantis cao ngạo, người mà chắc chắn sẽ không được bầu. Ông Trump viết, tôi đã hoàn thành các khu vực cơ hội cùng với Tim. Một công việc lớn đã đang thành cao, vượt trội, chúc may mắn, Tim. Ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social vào hôm 22 tháng 5. Ông Tim Scott, 57 tuổi, là thượng nghị sĩ da đen duy nhất của Đảng Cộng hòa. Hôm thứ Hai, ngày 22 tháng 5, ông đã chính thức loan báo chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ năm 2024. Đặc cử thông điệp lạc quan của ông sẽ được đón nhận trong Đảng Cộng hòa, vốn nhiều người vẫn đang ủng hộ mạnh mẽ ông Trump. Trong bài phát biểu hôm 22 tháng 5 tại Nam Carolina, ông Scott không đề cập tới ông Trump hay bất kỳ ứng viên tổng thống Mỹ 2024 đã tuyên bố hay chưa tuyên bố nào khác. Thay vào đó, thượng nghị sĩ 57 tuổi đã nỗ lực vẽ chân dung ông là một người lạc quan có thể hoàn thành công việc. Đồng thời, ông chỉ trích Tổng thống Joe Biden và nghị trình của ông ta. Tôi là ứng viên mà cánh tả cực đoan lo sợ nhất, ông Scott nói với những người ủng hộ. Khi tôi cắt giảm thuế, họ gọi tôi là đạo cụ. Khi tôi tái cấp tiền cho cảnh sát, họ gọi tôi là token. Khi tôi phản đối Tổng thống Biden, họ thậm chí gọi tôi là tên mọi. Tôi phá vỡ câu chuyện của họ, tôi đe dọa sự kiểm soát của họ, sự thật về cuộc đời tôi bác bỏ những lời dối trá của họ. Ông cũng nói về ông Biden, chính quyền này đã đang đánh thuế, vay mượn và chi tiêu hàng ngàn tỷ đô la Mỹ. Tất cả những gì họ mang đến cho chúng ta là lạm phát trầm trọng, đã đang tàn phá nhiều gia đình như gia đình của tôi. Ông Scott nói, Joe Biden và cánh tả cực đoan đang tấn công mọi nấc thang đã giúp tôi leo lên. Và đó là lý do tại sao hôm nay tôi loan báo tôi tranh cử Tổng thống Mỹ. Ông Trump có thể không tập trung nhắm vào ông Scott bởi vì những số liệu thăm dò dân ý gần đây cho thấy thượng nghị sĩ Nam Carolina đang tuột lại phía sau rất xa so với cựu Tổng thống và thống đốc Florida. Theo số liệu thăm dò trung bình do trang Real Clear Politics, thống kê tính đến ngày 22 tháng 5, ông Scott nhận được 1,8% ủng hộ. Ông Ramaswamy nhận được 3,8%, bà Haley nhận được 4,8%, ông Pence nhận được 5,6%, ông DeSantis nhận được 19,4% và ông Trump được 56,3%. Ủy ban Quốc gia Đảng Dân Chủ DNC cũng đã lên tiếng sau khi ông Scott loan báo tranh cử. Ủy ban này bác bỏ quan điểm cho rằng ông Scott đã đưa ra nhiều sự thay thế cho các chính sách của ông Trump. Chủ tịch DNC Jamie Harrison phát đi tuyên bố gọi thượng nghị sĩ Scott là người ủng hộ quyết liệt nghị trình MAGA của cựu Tổng thống Trump. Ông DeSantis công bố video 30 giây một ngày trước khi chính thức loan báo tranh cử. Thống đốc Florida Ron DeSantis vào tối thứ Ba, ngày 23 tháng 5 giờ Mỹ, đã phát hành một video 30 giây đặc biệt. Động thái này được đưa ra một ngày trước khi ông chính thức loan báo chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2024. Thưa quý vị, đoạn video có 30 giây, có tựa đề "Nước Mỹ xứng đáng được chiến đấu cho", America is worth the fight, mô tả cảnh hậu trường thống đốc Florida chuẩn bị cho một bài phát biểu trước đám đông lớn. Trong video thì giọng người tường thuật nói về hy vọng cho tương lai. Giọng tường thuật đã đặt câu hỏi trong video rằng họ gọi nó là niềm tin bởi vì khi đối mặt với bóng tối, bạn có thể nhìn thấy tương lai tươi sáng hơn, một niềm tin rằng những ngày tốt đẹp nhất của chúng ta đang ở phía trước. Nhưng đó có phải là một cuộc chiến xứng đáng? Liệu tôi có lòng can đảm? Liệu nó có đáng để hy sinh? Và một dòng tường thuật thứ hai xác nhận, nước Mỹ đã và đang xứng đáng được như vậy vào mọi thời khắc. Video 30 giây này kết thúc bằng hiển thị đoạn chữ khuyến khích người xem nhắn tin Launch gửi đến số điện thoại có 6 chữ để ủng hộ cho chiến dịch của ông DeSantis. Trước đó, truyền thông Mỹ đồng loạt loan tin rằng ông DeSantis sẽ tham gia một cuộc đối thoại trên Twitter với ông chủ mạng xã hội này, đó là ông Elon Musk, vào 6 giờ tối ngày thứ Tư, ngày 24 tháng 5, theo giờ Mỹ. Và đây được cho là thời điểm thống đốc Florida sẽ chính thức tuyên bố phát động chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2024. Khả năng sẽ xuất hiện cùng với ông DeSantis trong thời khắc rất quan trọng trong sự nghiệp chính trị của thống đốc Florida. Nhưng ông Elon Musk chưa xác nhận sẽ chứng thực cho chính trị gia 44 tuổi. Ông Musk từng xác nhận trên một chương trình webcast của Wall Street Journal rằng ông chưa chứng thực ông DeSantis, theo Reuters. Ông Musk nói, vào thời điểm này tôi chưa có kế hoạch chứng thực cho bất kỳ ứng viên cụ thể nào, nhưng tôi quan tâm đến việc Twitter sẽ là một không gian thảo luận cho các ứng viên. Một cố vấn của ông Trump yêu cầu không nêu tên đã nói với Reuters rằng loan báo trên Twitter là hoàn hảo cho Ron DeSantis. Bằng cách này, ông ta không phải tương tác với mọi người và truyền thông không thể hỏi ông ta bất kỳ câu hỏi nào. Ông DeSantis hiện được xem là người thách thức hàng đầu của cựu Tổng thống Donald Trump trong cuộc đua giành đề cử Tổng thống Mỹ năm 2024 của Đảng Cộng Hòa. Thống đốc Florida dự kiến sẽ công du nhiều tiểu bang sau khi chính thức loan báo tranh cử. Dữ liệu thăm dò dân ý gần đây cho thấy rằng mặc dù là đối thủ hàng đầu của ông Trump, nhưng ông DeSantis vẫn kém cựu Tổng thống tới 36 điểm phần trăm. Dân biểu McCaul, chính sách đối ngoại yếu kém của Biden mời gọi gây hấn. Hôm Chủ nhật, ngày 21 tháng 5, dân biểu Michael McCaul cho biết sự yếu kém của Tổng thống Joe Biden và các chính sách của ông khiến mối đe dọa của Trung Quốc đối với Hoa Kỳ ngày càng tăng. Thưa quý vị, ông McCaul, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện nói với bà Maria Bartiromo, người dẫn chương trình Sunday Morning Futures của Fox News rằng khi bạn thể hiện sự yếu kém, đây là những gì bạn nhận được. Vì vậy, bây giờ các đối thủ nước ngoài của chúng ta như là Nga, Trung Quốc, Iran và Triều Tiên được khuyến khích là trao quyền. Ông McCaul chỉ ra chương trình sáng kiến Trung Quốc của Bộ Tư pháp liên quan đến việc điều tra nhiều hơn gián điệp. Nó từng dẫn đến việc cựu Ngoại trưởng Mike Pompeo đóng cửa lãnh sự quán Trung Quốc tại Houston, mà ông McCaul nói là một động thái đúng đắn. Ông McCaul nói, chính quyền này đã làm gì? Họ không theo đuổi các cáo trạng. Hoạt động gián điệp vẫn đang diễn ra, chỉ là Bộ Tư pháp không theo đuổi nó. Ông Biden cũng miễn trừ các biện pháp trừng phạt đối với đường ống cung cấp khí đốt tự nhiên Nord Stream 2 của Nga, với tuyên bố rằng đó là lợi ích tốt nhất của Hoa Kỳ. Nhưng ông McCaul gọi điều đó là hoàn toàn điên rồ và nói rằng nó đã gửi một thông điệp sai. Ông McCaul nói, sau đó chúng ta có Afghanistan, sự thất bại, sụp đổ của Afghanistan và nhấn mạnh rằng có hiệu quả trực tiếp giữa những gì xảy ra ở Afghanistan và quyết định xâm lược Ukraine của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ông McCaul nói tiếp, ông Putin gặp chủ tịch Tập ở Bắc Kinh. Họ tạo thành liên minh xấu xa. Vì vậy, bây giờ ông Tập đang đe dọa Đài Loan ở Thái Bình Dương. Và chúng ta có cuộc xâm lược lớn nhất ở châu Âu kể từ Thế chiến thứ hai. Tất cả điều này là do sự yếu kém trong chính sách đối ngoại. Đồng thời, ông McCaul cũng vẫn đang thúc đẩy Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken công bố các bức điện bất đồng quan điểm từ Đại sứ quán Mỹ ở Kabul, thủ đô Afghanistan, nơi một số nhân viên không đồng ý với chính sách của chính quyền về việc rút quân. Ông McCaul nói, tôi muốn mọi thành viên trong ủy ban của tôi nhìn thấy các bức điện tín đó, kể cả những cựu chiến binh Afghanistan đã phục vụ rất dũng cảm. Họ và các gia đình sao vàng, gia đình của quân nhân đủ điều kiện Mỹ, và người dân Mỹ xứng đáng được xem nó. Truth Social của ông Trump kiện Washington Post hơn 3 tỷ USD. Công ty truyền thông xã hội của cựu Tổng thống Donald Trump đã kiện hãng thông tấn The Washington Post thuộc sở hữu của ông Jeff Bezos vì cáo buộc phỉ bán và đang yêu cầu bồi thường thiệt hại 3,78 tỷ USD vì một bài báo bị cáo buộc là đã làm tổn hại đến danh tiếng công ty của ông Trump và gây ra tổn thất lớn. Vụ kiện này được Tập đoàn Truyền thông và Công nghệ Trump TMTG, công ty sở hữu nền tảng truyền thông xã hội Truth Social, đệ trình hôm ngày 20 tháng 5 tại Tòa án Tiểu bang Florida ở quận Sarasota. Quý vị thân mến, vụ việc này cáo buộc tờ Washington Post tội phỉ báng liên quan đến một bài báo vào hôm 13 tháng 5, được gọi trong đơn kiện là bài viết vô cùng ăn khách, gây ra mối đe dọa hiện hữu đối với công ty của ông Trump. Vụ kiện trên cáo buộc rằng bài báo của Washington Post có nhan đề Truth liên quan đến ngân hàng thân thiện với phim người lớn, có thể nắm giữ một cổ phần trong Truth Social của ông Trump, bao gồm một loạt các tuyên bố sai sự thật nghiêm trọng, cáo buộc công ty do ông Trump sở hữu này là gian lận và có hành vi sai trái khác. Các cáo buộc hình sự sai sự thật của WAPO đã khiến TMTG bị công chúng nhạo báng, khinh thường và mất lòng tin, và làm tổn hại đến hoạt động kinh doanh và danh tiếng của TMTG. Đơn khiếu nại nêu rõ, đồng thời cáo buộc tờ Washington Post đã tiến hành một chiến dịch kéo dài nhiều năm chống lại chủ sở hữu của Truth Social. Đơn kiện này nói thêm rằng, hành vi phỉ báng mới nhất của WAPO tạo ra mối đe dọa hiện hữu cho TMTG, gây ra tổn thất rất lớn. The Washington Post đã không phúc đáp ngay lập tức một yêu cầu bình luận về vụ việc này. Những tuyên bố sai sự thật nghiêm trọng. Đơn kiện cáo buộc rằng The Washington Post đưa ra một số tuyên bố sai sự thật về TMTG trong bài báo hôm ngày 13 tháng 5, mà bài báo này đã lan truyền đến 2,5 triệu người ghi danh của trang báo, và sau đó là các ấn phẩm truyền thông xã hội tiếp theo sau. 9 tuyên bố bị cáo buộc là sai sự thật, như được liệt kê trong đơn kiện sau đây. Một tổ chức tài chính ít người biết đến sẽ nhận được một cổ phần đáng kể cho công ty truyền thông của cựu Tổng thống Donald Trump nếu thỏa thuận sáp nhập của tổ chức này được tiến hành. Vai trò mà ES Family Trust sẽ đảm nhận trong Tập đoàn Truyền thông và Công nghệ Trump chưa bao giờ được tiết lộ chính thức cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch, gọi tắt là SEC, hoặc cho các cổ đông trong Digital World Acquisition, gọi tắt là DWAC, công ty mua lại có mục đích đặc biệt, hoặc SPAC, đã đề nghị sáp nhập với công ty của ông Trump. Các công ty này cũng không tiết lộ với các cổ đông hoặc SEC rằng Trump Media đã trả $240.000 lệ phí tìm kiếm để giúp thu xếp thỏa thuận cho vay $8 triệu với ES Family Trust. Người nhận khoản lệ phí đó là một công ty môi giới bên ngoài có liên hệ với ông Patrick Orlando, khi đó là giám đốc điều hành của Digital World. Lệ phí tìm kiếm của ông Orlando có thể ảnh hưởng đến giá trị của các cổ phiếu này. Công ty truyền thông của ông Trump đã cho vay $8 triệu để đổi lại là cổ phần, nhưng không ai nói cho SEC biết. Trump Media, lần này, họ vay tiền từ một ngân hàng nổi tiếng nhất để phục vụ giải trí dành cho người lớn, thế chấp một cổ phần của công ty để vay và không báo cho SEC biết. Một chủ ngân hàng người Nga có liên quan với ngành công nghiệp phim người lớn có thể đã có cổ phần trong Truth Social của ông Trump, theo như các tài liệu. Hồi tháng 3 thì The Guardian đưa tin rằng các công tố viên liên bang ở New York đã và đang điều tra xem liệu các khoản vay của Trump Media có vi phạm luật về trữ tiền hay không. Đơn kiện này phản đối tính xác thực của các tuyên bố nói trên, cáo buộc rằng những tuyên bố này là sai sự thật nghiêm trọng và ngay lập tức truyền tải một ý nghĩa phỉ báng đến độc giả, hình thức gợi ý rằng TMTG để thực hiện hành vi gian lận chứng khoán, rằng họ đã tham gia vào các hành vi không phù hợp được tạo ra để che giấu những sự thật quan trọng với các cổ đông của DWAC và SEC, và TMTG đang bị điều tra về hành vi rửa tiền. Các tuyên bố của WAPO gán cho TMTG các tội danh không trung thực, không liêm chính và có hành vi gian lận công ty. Đơn kiện nêu rõ, vụ kiện này còn cáo buộc rằng WAPO không thỏa mãn với lan truyền các tuyên bố này tới 2,5 triệu người ghi danh của họ và 20 triệu người theo dõi trên Twitter của họ. Để tiếp tục lan truyền sự bôi nhọ này và làm tăng thiệt hại cho TMTG, WAPO đã thuê nhân viên từ cả bên trong và bên ngoài công ty để đăng lại rộng rãi nội dung bôi nhọ đó. Đơn kiện cáo buộc liệt kê nhiều trường hợp khác nhau của bài báo đã được đăng và đăng lại trên mạng xã hội. Đơn kiện cáo buộc rằng sự điên cuồng trong việc phát hành lại của WAPO và hành vi quấy rối có phối hợp lặp đi lặp lại chứng tỏ một nỗ lực thành thạo, có chủ ý, có tổ chức và có hệ thống nhằm quảng bá các tuyên bố sai sự thật và phỉ báng trên toàn thế giới để gây ra thiệt hại lớn nhất có thể cho công ty của ông Trump. Truth Social được ra mắt hồi năm ngoái, năm 2022, như một giải pháp thay thế cho các nền tảng truyền thông xã hội Twitter và Facebook. Nền tảng này phục vụ cho những người theo phái bảo tồn truyền thống, mà nhiều người trong số họ nói rằng họ đã từng trải qua sự phân biệt đối xử trên các nền tảng thiên tả. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc nội dung phần tin tức của chúng tôi tại đây. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình, xin quý vị để lại dưới phần bình luận hoặc gửi qua hòm thư htdnews.ptv@gmail.com. Một lần nữa, đội ngũ HTD News rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị khán thính giả. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các bản tin kế tiếp.